Vâng, xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay, thủ thuật Android sẽ chia sẻ với các bạn cách sao lưu ứng dụng ở trên Android. Bình thường, khi các bạn cài đặt một ứng dụng nào đó từ cửa hàng CH Play và các bạn gỡ ứng dụng đó ra rồi, các bạn muốn cài đặt lại, thì các bạn phải tải lại từ trên CH Play về. Điều này rất là bất tiện và đôi khi mình hết dung lượng mình sẽ không tải được và rất là lâu. Và hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn cách sao lưu ứng dụng đó vô máy, và khi các bạn gỡ ra rồi thì các bạn chỉ việc vô file sao lưu và cài đặt lại rất nhanh và tiện lợi. Nào, chúng ta bắt đầu. Để làm được điều này thì các bạn phải có ứng dụng ES duyệt tập tin. Các bạn có thể tải ứng dụng này trên cửa hàng CH Play. Đây, các bạn tìm kiếm cho mình với từ khóa ES file. Đây, ES File Explorer File Manager này, các bạn thấy cái biểu tượng này không? Các bạn chọn vào đây. Ở đây các bạn có thể download trực tiếp ứng dụng này từ trên cửa hàng CH Play. Nhưng bất tiện một cái là khi các bạn download trực tiếp từ cửa hàng CH Play về thì nó có rất nhiều quảng cáo. Gắn rất nhiều quảng cáo rất là bất tiện. Và mình đã có một bản mode quảng cáo rồi, mà xóa quảng cáo. Mà link download mình để ở bên dưới. Tùy các bạn có thể chọn download trực tiếp từ trên cửa hàng CH Play hoặc download theo link mình gửi bên dưới. Và sau khi download về, các bạn cài đặt và mở ứng dụng này lên. Rồi, khi mở ứng dụng lên, nó sẽ có giao diện như thế này. Để sao lưu ứng dụng thì các bạn vô phần APP này. Đây, các bạn chọn phần APP. Đây, nó sẽ load tất cả các ứng dụng có trong máy của mình. Ở đây, mình muốn sao lưu ứng dụng Facebook. Mình chọn vô Facebook và giữ này. Đấy. Rồi, sau khi giữ xong thì mình chỉ sao lưu ứng dụng Facebook để thử cho các bạn xem thôi. Các bạn để ý xong xuống bên dưới này, có chữ này. Khóa ứng dụng gỡ bỏ sao lưu thuộc tính này thì mình chọn sao lưu. Rồi. Máy đã sao lưu xong. Và sau khi sao lưu xong ấy, thì các bạn quay lại. Các bạn chọn luôn cái biểu tượng này, Internal Store này, có chữ 56% này. Đấy. Đấy, các bạn sẽ kéo xuống. Đây, các bạn tìm cho mình file backup này, có chữ ES này. Nha, có chữ ES này nhá, biểu tượng ES này, chọn vô này. Này, vô phần APP này. Đây, đây là ứng dụng Facebook mình vừa sao lưu xong. Và bây giờ mình thử gỡ ứng dụng ấy ra và mình cài lại cho các bạn xem. Đây, mình sẽ gỡ ứng dụng Facebook ra. Gỡ cái đặt. Đấy, mình đã gỡ xong. Thì sau khi gỡ xong thì nếu mà các bạn mà bình thường ấy, thì các bạn vô cửa hàng CH Play thì các bạn phải tải về. Còn đây mình đã backup rồi, mình đã sao lưu rồi, thì mình chỉ việc vô lại cái chỗ phần mềm duyệt tập tin này. Mình vô đây. Đây, mình vô chỗ đây, ES Backup này. Đấy, chọn APP này, chọn Facebook này. Và mình chọn vô cài đặt. Cài đặt hơi lâu ấy.
Vâng, vậy là đã cài đặt xong, là mình ra mình sẽ mở phần mềm ứng dụng Facebook của mình lên. Đấy, vậy là đã cài đặt xong rồi. Vâng, thủ thuật Android vừa chia sẻ với các bạn cách sao lưu một ứng dụng bất kỳ ở trên Android rất là thuận tiện. Các bạn chỉ việc sao lưu lại ứng dụng mà các bạn thích, và khi các bạn gỡ ra các bạn có thể cài đặt lại bất kỳ lúc nào. Vâng, chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.